Động vật làm thuốc. Động vật làm thuốc. Ong mật đặc điểm sự phân bố là loài côn trùng có tính hợp quần, sống thành từng đàn lớn, mỗi đàn có tới 25.000 đến 50.000 con, có khi tới 10.000 con, trong mỗi đàn bao giờ cũng có một ong chúa và nhiều ong thợ. Ong chúa thân phía dưới hơi thuôn, dài hơn ong thợ gần 2 lần, nặng hơn 2,8 lần, hai cánh ngắn hơn thân của nó, chức năng sinh học sinh sản, 1-2.000 trứng một ngày, sống rất lâu năm, 6 năm, có thể tới 8 năm. Chiếm số lượng lớn nhất tương đương 100.000 con trong một đàn, thân hình ngắn hơn ong chúa, màu vàng óng, đôi cánh dài gần bằng thân, nhiệm vụ, ong thợ 3 ngày tuổi, dọn sạch các vách và lỗ tổ sau khi ong non vừa nở, ngày thứ tư, cho ấu trùng ăn, bắt đầu bay ra khỏi tổ. Nhiệm vụ từ ngày thứ bảy, tuyến hàm trên bắt đầu hình thành, tiết ra sữa chúa nuôi ong chúa và ấu trùng non, từ ngày thứ 12 đến 18, tiết ra sáp, từ ngày 15 đến 18, bắt đầu bay đi thụ phấn, dùng nước bọt thấm ướt trộn với mật hoa mang về tổ làm thức ăn dự trữ cho đàn ong. Cơ quan sinh dục phát triển không toàn diện, bình thường không đẻ trứng, chỉ khi ong chúa chết ong thợ mới đẻ trứng, trứng này không được thụ tinh nên sẽ nở ra ong được tuổi thọ, mùa hè, 1-2 tháng, mùa đông, 5-6 tháng. Có màu đen, to hơn ong thợ, ngắn hơn ong chúa, đôi cánh dài hơn mình nó, ong đực chậm chạp, ăn cũng phải nhờ ong thợ bón, ong đực chỉ có một nhiệm vụ là thụ tinh cho ong chúa. Sự phân bố ong mật ở Việt Nam sống hoang ở các vùng rừng núi Việt Nam ở các miền Trung, Nam, Bắc trong các hốc cây, hốc đá và thậm chí ở các hốc dưới mặt đất. Nhân dân ta nuôi ong trong các khúc gỗ tròn, rỗng, bịt kín hai đầu, ở giữa khúc gỗ có cửa ra vào cho ong. Mỗi năm thu hoạch mật ong một vài lần bằng phương pháp thủ công, ngày nay người ta nuôi theo phương pháp cải tiến, thu hoạch mật bằng phương pháp quay ly tâm. Mùa hoa có thể 2 ngày đến 1 tuần quay mật một lần, do vậy năng suất mật rất cao. Bộ phận dùng mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa keo ong, sáp ong, nọc ong. Thành phần hóa học mật ong, nước 18-20%, đường gluco và levulose 60-70%, saccharose 3-10% và một số đường khác, vitamin B1, B2, B3, C, K, A, E và acid folic, enzyme, diastate, catalase, lipase, các acid hữu cơ, acid formic, tartric, citric. Các chất khoáng và nguyên tố vi lượng, NACA, FEK, MG, các hormone, các chất thơm và nhiều chất khác. Sữa ong chúa chất đặc màu ngà, được tiết ra từ tuyến sữa dưới hàm của các ong thợ từ 7 ngày tuổi, chứa nước 66,5%, protein 12,3%, mỡ 6,5%, đường 12,5%, các chất chưa rõ 2,8%, vitamin B1, B2, niacin, acid folic, PP, H, C, D, E, các hormone. Phấn hoa, đường tương đương 18%, protein, lipid, vitamin, B1, B2, B5, B6, C, H, A, B, E và vitamin PP, các nguyên tố khoáng và vi lượng K, MG, K, FE, CA, PS, CLT, MN, 3. Nọc ong, acid orthophosphoric, acid hydrochloric, acid muranic, magnesi, phosphate, acetylcholine, histamine, hyaluronidase, phospholipasa, QK, FP, dầu bay hơi, melitin, apamin. Công dụng mật ong, thuốc bổ cho người lớn và trẻ em, làm giảm độ axit và axit của dạ dày trở lại bình thường. Gluco trong mật ong là chất dinh dưỡng tốt cho tế bào mô và tăng glycogen trong gan, chữa viêm họng, chữa các vết thương, vết loét, làm tá dược thuốc viên. Sữa ong chúa, dùng cho người già yếu, suy nhược toàn thân, thiếu máu, bệnh nhân lao, một số bệnh thần kinh, huyết áp thấp, xơ vữa động mạch, tổn thương động mạch, phụ nữ sau đẻ bị bang huyết, ít sữa, dùng cho trẻ em suy dinh dưỡng, kém thông minh, chậm lớn, chống chỉ định, người bị bệnh Addison, bị dị ứng thuốc, phụ nữ.